Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy trụ trì chùa An Lạc. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 2 năm Tân Sửu, chúng con được biết là khóa tu đầu năm 2021 tại đạo tràng này. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của thầy. Kính nguyện mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho thầy được dồi dào sức khỏe, mãi mãi là tàn cây bóng mát để che chở cho hàng Phật tử chúng con. Và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, ta có mặt trên cuộc đời này mang thân phận là một con người, đó là điều diễm phúc, phải không quý vị? Vì thân người khó được lắm quý vị ơi, giả lại Phật Pháp lại càng khó nghe. Hôm nay chúng ta được thân người, sáu căn đầy đủ, lại được đủ duyên đến chùa học Phật, nghe Pháp, hiểu biết phần nào về lời Phật dạy để xây dựng cho mình một đời sống đạo đức, nêu cao cái nhân cách của một người tu Phật, là một tấm gương sáng cho cuộc đời này. Và cũng nương vào cái nhân cách đạo đức mà quý vị kiến tạo xây dựng hôm nay qua lời Phật dạy, qua nền giáo dục của Phật giáo, sẽ giúp cho quý vị tránh xa được những điều xấu ác tội lỗi và kiến tạo được những cái nhân hành tốt lành, hầu làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về sau khi bỏ báo thân, cũng như nương vào cái nhân hạnh đó sẽ giúp cho quý vị sống đời an vui, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói hoa hôm là nhờ nhụy, con người của chúng ta giá trị ở đạo đức, phải không quý vị? Sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ đâu quý vị, nhưng nếu sống một ngày có giá trị, có đạo đức, thì một ngày đó còn hơn cả một kiếp sống trăm năm mà sống không có đạo đức, không có giá trị chi cả. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật của chúng ta, bậc thầy cao cả, một con người đầy đủ vẹn toàn về mặt đức hạnh, cũng như một bậc vĩ nhân trí tuệ siêu tuyệt, Ngài đã nhìn thấu, hiểu rõ và đã vạch ra một con đường sáng, một bầu trời bát ngát tình thương để hướng dẫn cho toàn nhân loại. Con đường ấy và bầu trời ấy chính là đạo Phật, mà hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta có đầy đủ thắng duyên tiếp nhận được ánh sáng chân lý của đạo Phật, nguyện thực hành theo lời Phật dạy, nguyện đi theo con đường giác ngộ sáng suốt mà bậc đạo sư là bậc thầy khai đường dẫn lối cho ta. Vậy thì quý vị ơi, hãy trau dồi tu dưỡng phẩm chất đạo đức của một con người để sống đúng với giá trị hiện hữu, cũng như để làm nên lịch sử cho cuộc đời mình. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cuộc đời này sắc sắc không không, thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau, được không quý vị? Có những phẩm chất dựa trên tiêu chuẩn đạo đức làm nên giá trị một con người cao quý.
Và cũng chính những phẩm chất này góp phần tích cực để đem lại một đời sống bình an, hạnh phúc cho chúng ta. Hôm nay dựa theo tinh thần lời Phật dạy, con được thầy trụ trì chùa An Lạc, ban tổ chức khóa tu cho phép trở về nơi đạo tràng hôm nay nhân dịp đầu năm 2021 khóa tu Bát Quan Trai. Xin mạn phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua đề tài bốn phẩm chất làm nên giá trị con người. Hay nói một cách khác là bốn phẩm chất cần tu dưỡng. Bốn phẩm chất nào làm nên giá trị một con người và bốn phẩm chất nào chúng ta cần tu dưỡng. Thứ nhất, quý vị phải có cái phẩm chất đó là chân thật hay là trung thực. Chân thật hay trung thực có nghĩa là quý vị phải sống thật với chính mình và sống thật với tất cả mọi người. Mình có thật chưa quý vị? Mình thường hay than thở rằng sao trên cuộc đời này tôi gặp toàn là những người lừa dối tôi, không ai đối xử với tôi thật lòng hết trơn. Vậy thì chúng ta ngồi suy gẫm lại coi bản thân mình có sống thật với mọi người chưa, và bản thân mình có thật với mình chưa quý vị. Người sống một đời sống chân thật, tôn trọng lẽ thật thì người đó luôn tự biết rõ mình còn có những khuyết điểm, lỗi lầm, sai trái ở chỗ nào mà chân thật nhận ra để sửa đổi quý vị ơi. Người chân thật với chính mình thì dù cho chúng ta kiểm điểm lại bản thân mình còn khuyết điểm nào, hoặc là không biết được những khuyết điểm, những lỗi lầm sai trái vì nó ở góc khuất mà mình không thấy được mình, thì nghe ai đó chỉ điểm lỗi lầm của chúng ta, chúng ta cũng phải chân thật nhận ra cái khuyết điểm đó mà sửa sai thì mới hoàn thiện được nhân cách của mình quý vị ơi. Nhưng hầu như đa phần nhân loại chúng ta thì chúng ta không sống thật với chính mình. Mình còn đầy nhóc tham sân si phiền não, nhưng mà mình không có chấp nhận đâu. Ai chỉ lỗi mình có chấp nhận lắng nghe không? Có trung thật để tiếp nhận những lời góp ý sửa sai đó hay không? Hay là mình phản ứng lại bằng cách như thế này: bà giỏi dữ à nghe, bà tưởng bà ngon lành dữ, bà tưởng bà tốt dữ, nhà bạn đóng rác, bà không lo hốt, bà đi hốt rác nhà người ta. Ai chỉ điểm cho mình những lỗi lầm cái chúng ta phản ứng vậy đó. Vậy mình có thật với mình chưa? Trong khi đó họ nói đúng, mình còn sai, mình còn dở, mình còn khuyết điểm quá nhiều. Hãy nhận ra được khuyết điểm này, chân thật lắng nghe lời góp ý xây dựng của kẻ khác để có cơ hội nhận ra được những cái góc khuất mà tự bản thân mình không nhìn thấy nơi mình để sửa đổi, để hoàn thiện quý vị ơi. Đức Phật đã từng dạy trên thế gian này có hai hạng người cao quý đó quý vị. Thứ nhất, hạng người không có gây được, không gây tạo những sai lầm, tội lỗi. Hạng người này hoàn thiện. Thì ngoại trừ các bậc thánh nhân vô lậu ra, chúng ta là hạng phàm phu, không phải là người hoàn hảo như thế, phải không quý vị? Hạng người cao quý thứ hai là hạng người có lỗi mà chân thành nhận ra khuyết điểm hoặc lắng nghe người ta chỉ lỗi để mà sửa đổi. Đây là hạng người cao quý thứ hai. Quý vị hãy là hạng người này. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta như sau: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người mà chân thật tu đạo, người đó không thấy lỗi thế gian mà thường thấy lỗi mình. Bởi vì nếu mà chúng ta dành thời gian để tìm tòi soi bói, moi móc nhìn lỗi người thì mình không có thời gian nhìn lại kiểm điểm chính mình đâu quý vị. Cho nên đối với người mà chân thật tu đạo thì không nhìn thấy lỗi người để làm chi, mà hãy dành thời gian đó kiểm điểm soi đội nhìn lại mình đi quý vị. Sống chân thật với mình là vậy đó. Và mình biết mình còn khuyết điểm thì mình phải
nhận lỗi để sửa sai. Đây là một phẩm chất vô cùng cao quý đã làm nên giá trị của một con người, quý vị ơi. Có nhiều vị nói tôi sống thật với mọi người lắm, nhưng mà tôi không có gặp ai sống thật với tôi. Họ lừa tôi, họ dối tôi, họ gạt tôi, cho nên bây giờ tôi đâu ngu dại gì thật với mọi người. Đâu phải vì cái xấu, cái dở của ai đó mà chúng ta làm mất đi cái phẩm chất cao quý của chính mình, phải không quý vị? Mình cần phải tu dưỡng, mình cần phải nuôi dưỡng và phát triển những phẩm chất cao quý đó. Bởi vì phẩm chất là gì? Là cái bản chất, là cái chất liệu bên trong của một con người để làm nên giá trị. Còn nếu mà quý vị nói ai sao tôi vậy, họ đối với tôi như thế nào tôi cũng đối với họ như thế đó, họ lừa dối tôi, đừng nói là tôi chân thật với họ, không dám đâu, tôi đâu ngu vậy. Không lẽ người ta sai mình cũng sai, người ta làm bậy mình cũng làm bậy theo sao? Mình là người trí mà, mình phải biết rõ điều nào mình nên làm và điều nào không nên làm, và luôn chân thật kiểm điểm lại mình đi quý vị ơi. Nếu mà quý vị không thật với mình, không thật với mọi người, thì đừng hòng trên thế gian này quý vị tìm một người nào thật lòng với mình. Không dám đâu, con nói thật, không có đâu nghe quý vị. Và để nói lên cái giá trị chân thật của một con người, đem lại cái lợi ích thiết thực, và đây cũng là cái phẩm chất quan trọng, là yếu tố để dẫn đến thành công trong cuộc sống của con người, thì con xin mạn phép kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, đó là câu chuyện của một chị bán ve chai. Cô ở miền quê đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đây, ở Sa Đéc. Thì hàng ngày cô ra nơi đồng áng, nhà ít ruộng lắm quý vị, mà con lại đông. Cho nên ngoài cái việc là đi làm ruộng, đi làm thuê làm mướn, thì buổi chiều khoảng chừng 2 giờ chiều là cô có một cái gánh ve chai, đi mua ve chai, đi mua sắt dụng, đi mua giấy dụng đó, nói chung là đồ tạp nhạp ve chai, là cô đi mua ve chai để kiếm thêm một ít tiền nuôi cho các con ăn học, vì con quá đông. Mỗi khi buổi chiều nào cô chuẩn bị để cô đi mua ve chai đó, thì cô lại dặn đứa nào đi học, dặn đồng hồ để sẵn đó, ngủ xong rồi thức dậy đi học nha con. Rồi mẹ có để cho một cái bánh hay là một chai nước sẵn đó, nhớ bỏ vào cặp rồi mang theo nha con. Cô dặn kỹ lưỡng lắm quý vị. Thì khi cô đi mua ve chai bữa hôm đó, thì cô đến những cái nhà quen, mà nhà này người ta thường hay có mấy cái thùng giấy nè, rồi cái đồ ve chai, sắt dụng gì á, người ta có đồ nhiều. Thì cô biết là cứ mỗi tuần là cô đi đến nhà ngay cái chỗ đó để cô mua, cô thâu, cô gom. Thì bữa hôm đó nhà chủ nhà mới chỉ cái nhà kho đó, là thôi bà vô đó bà gom đi, tôi không có thời gian để tôi soạn ra. Nào là bọc ni lông, nào là thùng giấy, nào là ba cái đồ lặt vặt á, chai nước gì đó, bà vô gom hết đi rồi bà cân nữa, bà tính tiền nhiêu thì bà đưa tôi nhiêu. Thì trong khi thu gom mấy cái đồ lặt vặt, thì trong đó có một bọc, một cái bọc trong trong cái bọc đó là giấy dụng đó quý vị, đủ loại giấy dụng hết. Thì cổ thu hết những cái giấy dụng, nào là thùng giấy, rồi giấy dụng tạp nhạp, nói chung là cái gì cổ mua đồ phế liệu, cho nên cổ thu hết. Thì trong cái bọc đó cổ mới mở ra để soạn coi cái nào á, rác nào mình để theo rác đó, phần nào mình để theo phần đó. Thì cô thấy có một cái bao thơ, trong cái bao thơ đó thì để ba gửi con, để vậy nha, ba gửi con. Thì cô mở cái bao thơ đó ra thì cô thấy trong đó có 1 triệu bạc. Thì ra cái người cha đi làm ở phương xa gửi lá thơ cho con, rồi gửi 1 triệu. Mà đứa con mở lá thơ coi mà nó không có để ý 1 triệu bạc nằm trong đó. Cô này cô thấy xong rồi, cái lúc đầu cô mới khởi lên nha, ôi đây là mình lụm mà, tiền mà mình lụm mà, ở trong đống rác mà mình lụm được, chứ mình đâu phải ăn cắp trộm gì đâu. Thì mình lấy 1 triệu bạc này mình về mình đóng tiền trường cho con mình, cho nó đi học, ít nhất thì cũng 10 ngày. Sử dụng 1 triệu này là sinh hoạt chi phí cho gia đình cổ khoảng 10 ngày.
và có thể nói 1 triệu này là cổ làm 1 tháng, đi mua ve chai 1 tháng cũng chưa chắc gì kiếm được 1 triệu đó. Cổ đang khởi cái tâm vui mừng, cái cổ nghĩ không được. Mình đã từng làm cha làm mẹ, mình biết mình dành dụm từng đồng từng cắt đến ngày đóng tiền trường cho con á, dành dụm từng đồng từng cắt như vậy để mình lo cho con mình ăn học. Thì người cha này cũng đi làm xa, gửi lá thơ cho con, mà trong đó có gửi tiền đóng học phí cho con mình, mà bây giờ mình nhặt được mình không trả lại cho người ta. Biết bao nhiêu công lao của người cha và tấm lòng của người cha gửi cho đứa con đó, cũng giống như tấm lòng của bà mẹ mình lo cho con mình như thế nào, mình biết rồi, cảm thông. Cái cô nói không, không tham, trả lại cho người ta. Người ta cũng lo cho con, mình cũng lo cho con, mà đừng là lấy cái nỗi khổ của người ta để làm niềm vui cho chính mình. Mình sống mình phải trung thực. Cô nói như vậy nha. Thế cô mới kêu chị ơi, chị ơi, cái người chủ nhà bước ra hỏi gì vậy? Nói chị ơi, tôi lục ở trong cái túi rác này nè, tôi thấy có cái bao thơ mà trong đó có 1 triệu bạc đó chị, mà để hàng chữ ở ngoài, ba gửi con. Cái cô này cô cầm lên, cái cô nói rồi ơi, ông chồng của tôi đó, ông viết thơ, ông gửi về cho đứa con gái, ông thương nó lắm, mà ông gửi, lần nào ông gửi thơ về, ông làm ăn xa vậy, lần nào ông gửi thơ về, ông cũng gửi tiền cho nó để nó đóng học phí. Mà sao mà nó bất cẩn, nó lấy lá thơ ra mà nó không thấy 1 triệu bạc trong đó, mà giờ chị nhận được mà chị trả lại, cảm ơn chị vô cùng luôn. Rồi kể từ ngày hôm đó, cái người chủ nhà tin tưởng cái bà bán ve chai đó nha. Chị ơi, mai mốt á, tôi không có bán cho người nào, mà tôi chỉ bán cho chị thôi. Cứ hàng tuần á, không phải chị đến đây 1 lần, mà cứ 2 ngày chị đến đây đi, tôi sẽ soạn đồ ra để tôi bán cho chị, để chị kiếm thêm một ít tiền để nuôi con chị. Bởi vì tôi thấy, tôi tin tưởng chị là một người rất trung thực. Quý vị thấy không? Một câu chuyện nhỏ thôi mà người đàn bà bán ve chai có lòng trung thực, mà sau này với cái phẩm chất chân thật, trung thực với mọi người đã tạo được niềm tin cho rất nhiều người. Và bà không phải còn là một người phụ nữ bán ve chai, mà bây giờ bà đã trở thành một người chủ ở một công ty, quý vị ơi, cũng nhờ vào lòng trung thực mà ra. Cho nên con kính gửi một lời khuyên, chính cái phẩm chất trung thực, chân thật đó sẽ tạo được niềm tin cho rất nhiều người nha quý vị. Và sẽ tạo được cái lòng tôn trọng, kính yêu, và nó cũng là yếu tố quan trọng để làm nên giá trị của một con người. Mà đối với tất cả chúng ta là những người Phật tử, cần phải nên tu dưỡng phẩm chất chân thật, trung thực đó đó quý vị. Câu chuyện thứ hai cũng nói về lòng chân thật, trung thực. Đó là câu chuyện của một ông bác ăn xin. Ông bác này nhà nghèo, có bệnh tật trên thân. Vì có bệnh tật trên thân cho nên vợ bỏ, con nó cũng đi theo bà vợ mất tiêu. Hình như là 10 năm hơn, không có tin tức gì của vợ và con. Và với một cái chòi tranh của ông hàng ngày, ông không có đủ sức khỏe để đi làm kiếm tiền, bởi vì tại ông bệnh nặng lắm. Mà ông chỉ biết nhờ vào tấm lòng từ bi bác ái của bá gia bá tánh, ông đi xin ăn. Bữa hôm đó ông đứng trước một cái cửa tiệm bán bánh mì ngọt. Ông nhìn thấy những ổ bánh mì mà trét bơ mới ra thơm phức nóng hổi. Ông nuốt nước dãi ực ực, bởi vì thèm, đói nữa quý vị. Đang trong lúc đói mà nghe cái mùi thơm của nó, thèm. Nhìn thấy như vậy, bà chủ, bà vốn là một cái người rất là keo kiệt, hà tặng hà tiện, cho nên bà lầm lơ, bà không thèm để ý tới. Cái ông bước đến gần, cái ông nói, tôi đói quá, xin các vị quan hỷ cho tôi xin một ổ bánh mì đi, tôi đói quá rồi, hôm qua hôm nay không có ăn gì hết. Ông nói vậy, cái mấy người mà nhân viên bán hàng á, nói tôi làm nhân viên ở đây, tôi cũng làm cho chủ, chứ tôi không có quyền. Trời, bà chủ kìa, bà chủ bà ngồi đó,
lợi bả, xin bả đi. Cái ông này ông bước, ông chống cái gậy ông bước lần đến. Cái ông nói: cô ơi, cô làm ơn, cô làm phước, cô cho tôi xin một ổ bánh mì đi, tôi đói quá. Hôm qua nay tôi không có cái gì ăn hết, tôi bị bệnh, không có làm gì nổi hết trơn. Cô cho tôi xin ổ bánh mì đi. Cái bà chủ bà nghe nói vậy, cái bà nhìn cái dáng dấp của ông này cũng ốm nhom ốm nhách nha, hốc hác tiều tụy. Thì bà thấy bà cũng chạnh lòng, nhưng mà cái bản tính bà vốn là keo kiệt hà tiện, cho nên bà quay lại bà nói với người nhân viên á, bà nói lấy cho ổng ổ bánh mì đi, nhưng mà lấy bánh mì cũ hôm qua nữa nha. Nói vậy nha, lấy cho ổng ổ bánh mì đi, nhưng mà lấy ổ bánh mì cũ hôm qua mà bán còn thừa lại. Cái người nhân viên nghe nói cái lấy ổ bánh mì cũ đưa cho ổng, ổng cúi đầu ổng chào, ổng nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Rồi ổng lật đật ổng đi, ổng đi mà ổng đi hối hả, đói quá hối hả luôn quý vị. Ổng đi hối hả, ổng đâu có kịp về nhà, ổng lợi ngay cái gốc cây đằng kia kìa, xà xuống ngồi xuống dở ra ổng xé ra ổng ăn. Mới vừa xé ổ bánh mì đưa vô miệng cắn làm cả rớt, bởi vì ổng cắn trúng một cái vật cứng. Mà ổng lấy ra thì là một chiếc nhẫn có cái hạt kim cương ở trong đó. Trong cái ổ bánh mì thì có cái chiếc nhẫn kim cương ở trong đó, bởi vì ổng cắn một cái làm cái rớt ngay cái răng của ổng. Trong ổng mới môi ra, ổng thấy chiếc nhẫn, ổng giật mình mà ổng thấy cái hạt kim cương lóng lách lấp lánh. Cái ổng nói: ôi ôi, trúng mánh rồi nha, trúng mánh rồi, chuyến này là bán được cái nghèo rồi, không có còn nghèo khổ nữa. Từ đây sắp tới là mình sẽ có cơm ăn, có áo mặc, không phải chịu đói khát lạnh lùng nữa. Ông vừa khỏi nghĩ như vậy, cái ông nói: nhưng mà cái người mất sẽ đau khổ. Người mất cái vật này nè, cái vật quý này, người ta sẽ phiền não, sẽ khổ đau, và gia đình của người ta sẽ có chuyện xảy ra. Thôi không được. Trong khi mình vui sướng mà để cho người ta đau khổ như vậy, mà đây không phải là vật của mình, những cái gì không phải của mình không nên giữ lấy. Cái của mình mà mình còn không giữ được thì huống chi không phải là của mình. Ông suy nghĩ như vậy rồi, cái ông chảnh lòng, ông thương cái người bị mất của đó, là bản thân người đó sẽ xót của, mà buồn rầu mà sầu muộn, rồi thêm gia đình của họ sẽ đổ vỡ. Chính bản thân ông cũng đã từng trải qua cái cảnh vợ mình bỏ. Là vì sao? Vì ông cũng vậy đó. Có một bữa đó ông đi mua bán về, rồi ông sai ông xỉn, cái ông té bờ té bụi, rồi cái nguyên cái túi tiền vốn liếng gì đó là mất hết. Bà vợ bả sùng bả bỏ đi luôn. Ông đã từng trải qua cái cảnh này rồi, cái ông thông cảm với mình. Trong đêm đến, ông cầm cái ổ bánh mì trên tay, cầm chiếc nhẫn trên tay, ông mới đem đến, ông mới nói. Ông nói ngay cái bà chủ đó, ông nói: cô ơi cô, hồi nãy cô đưa tôi cái ổ bánh mì đó, tôi ăn vô xong mà tôi cắn một cái, sao tôi nhai trúng cái này nè cô. Không biết của ai, lúc nhồi bột hay là cái gì đó mà đánh rơi vô. Cái bà chủ bà giật mình, bà nhìn lại cái tay của bà. Tại vì cái bà chủ bán bánh mì này, cái tiệm bánh mì của bà nổi tiếng, không ai qua. Bởi vì cái kỹ thuật mà nhồi bột của bà đó, không biết là bà có một cái kỹ thuật riêng, ăn cái ổ bánh mì của bà nó xốp, nó giòn, mà để qua tới ngày hôm sau nó vẫn còn cái độ giòn, không phải là mềm mà dai. Cho nên về cái phần pha chế bột thì tự tay bà pha chế, nhân viên bà pha chế xong rồi, nhân viên chỉ nắng bột rồi đi nướng thôi. Cho nên trong lúc bà pha chế thì cái chiếc nhẫn kim cương của bà đó rớt ở trong cái thau bột mà bà không để ý. Bây giờ cái ông này ông đem đến ông trả, bà giật mình, bà nhìn lại ngón tay, bà nói: trời ơi của tôi nhồi bột mà rớt hồi nào tôi không hay. Từ đó bà nhìn lại một cái người ăn mày mà có một cái lòng chân thật trung thực như vậy, đáng tin cậy như vậy, bà nói: từ đây sắp tới ông không cần phải ăn xin, bây giờ tôi giao phó cho ông coi cái tiệm bánh này nè. Rồi giao cho ông coi cái tiệm bánh, từ đó về sau cuộc đời của ông lên hương luôn quý vị ơi. Và chỉ nhờ vào cái phẩm chất đó, là sự chân thật trung thực đó, mà ông được niềm tín kính của rất nhiều người, quãng đời của ông sống hạnh phúc về sau. Cho nên con kính gửi một lời khuyên một người tu Phật
giá trị của một con người là ở đạo đức nha quý vị. Cái phẩm chất đầu tiên chúng ta cần tu dưỡng và nó làm nên giá trị của một con người chúng ta chính là sự chân thật, chính là sự trung thực đó quý vị. Chân thật với mình, trung thực với tất cả mọi người. Xin hỏi quý vị thực hiện được hay không? Được không quý vị? Nãy là con kể hai câu chuyện thiết thực giữa thế gian. Bây giờ câu chuyện này nó lại mang ý nghĩa đối với người tu đạo chúng ta. Quý vị biết không, ngày xưa có một vị vua. Ông vua này ông không có con trai, do đó đất nước sau này không biết giao về tay của người nào. Ông vua ông chỉ sanh ra có được một cái cô công chúa nết na thuyền mị, rất là đẹp. Đến tuổi trưởng thành, cái ông vua ông muốn kén chọn phò mã. Và cái vị phò mã mà được nhà vua kén chọn đó gả công chúa cho rồi, còn giao cả ngai vàng cho vị phò mã đó. Nhưng nhà vua là người đứng ra để kén chọn phò mã cho con gái mình. Và cái tiêu chuẩn để chọn không phải là văn chương võ nghệ, không phải là trải qua cuộc thi hương thi hội gì cả, mà ông vua này là một người Phật tử mến đạo. Cho nên ông chọn cái tiêu chuẩn như sau: tất cả những thanh niên trai tráng ở trong đất nước đó cũng như ngoài nước, bằng tuổi, trang lứa tuổi với công chúa thì được quyền đăng ký để tham dự cuộc thi tuyển chọn phò mã. Nhưng không cần biết trình độ học thức của người đó như thế nào, có văn chương hay không, có học thức hay không, có võ nghệ cao cường hay không, đó là điều mà nhà vua không quan tâm đến. Nhưng với một điều kiện, khi đăng ký dự thi thì nhà vua sẽ trao cho các vị đó mỗi người một nắm hạt giống đem về trồng đi. 3 tháng sau nhà vua sẽ mở cuộc thi, và tất cả những sản phẩm mà họ đem hạt giống về trồng đó thu hoạch được, 3 tháng sau đem đến nhà vua chấm điểm. Cái 3 tháng sau ai đến đăng ký cũng trao cho nắm hạt giống hết. Họ về gieo trồng 3 tháng sau mới đem đến nhà vua chấm điểm thi. Quý vị biết không, khi mà cuộc thi mở ra trong vòng 3 ngày trời, giống như một cái lễ hội mà trăm hoa đua nở gì đó quý vị. Tại sao vậy? Họ đem nào là hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, đủ thứ loài hoa. Mà họ lại uốn nắn bằng hình con rồng, con phụng để đem đến để cho nhà vua chấm thi. Nhưng mà nhà vua nhìn rồi lắc đầu, rớt, thôi về đi. Rớt, 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 dài hết 3 ngày trôi qua mà không chọn được người nào. Người ta không hiểu nhà vua, dưới mắt của nhà vua chấm trúng tuyển với tiêu chuẩn nào mà tại sao đẹp cỡ nào cũng bị rớt vậy? Sản phẩm nào nhìn thấy vừa mắt đẹp quá, mắt quá mà cũng bị rớt. Cái ngày cuối cùng để tổng kết cuộc thi đó thì bị rớt dài. Người ta nói không hiểu ông vua này, ông đưa lên cái tiêu chuẩn như thế nào. Thì lúc đó có một cậu thanh niên nhà nghèo ở trọ trong một ngôi chùa làm công quả rồi đi học, hàng ngày tụng kinh bái sám, cũng hiểu được phần nào lời Phật dạy. Cậu ta mới ôm một cái chậu, mà cái chậu trong đó nó không có cái gì hết. Cậu ta ôm vào đặt trước bệ rồng và thưa rằng: buông tâu bệ hạ, bần dân đã nhận nắm hạt giống của bệ hạ đem về gieo vào trong cái chậu này đàng hoàng nha, tưới nước chăm sóc nó mà 3 tháng qua nó không có lên cây gì hết. Cái ông vua trước bệ và rồng ổng nghe nói như vậy, cái ông bật cười đứng dậy nha. Thế mọi người ta cười ồ lên, người ta nói vậy mà cũng đi đem đi thi nữa, ngu ngốc, tại sao mà đem đi thi chậu không như vậy, làm trò cười cho thiên hạ hả? Vậy mà trước bệ rồng nhà vua bước xuống đỡ chàng thanh niên, nói người đã trúng tuyển rồi. Mọi người ngạc nhiên, không biết cái cậu này trúng tuyển là vì lý do gì, tiêu chuẩn gì. Ông vua ông trước mặt bao nhiêu người tuyên bố trước thần dân trăm họ như sau: các khanh có biết vì sao người thanh niên này được tuyên bố trúng tuyển hay không? Vì những nắm hạt giống mà ta trao cho các vị tham dự cuộc thi đó, ta đã rang chín hết rồi, thì làm gì có cơ hội mà nảy mầm đơm hoa kết trái,
họ đem đến để chấm điểm toàn là giả dối hết. Mà mục đích ta chọn người đó là một người đạo đức, có phẩm chất chân thật, trung thực đó các vị ơi. Người thanh niên này đã trung thực, dù vụng về mang cái chậu không đến, nhưng có được cái lòng trung thực, đã được trúng tuyển bởi tiêu chuẩn nhà vua đưa ra. Và nhà vua gả công chúa cho rồi giao cả ngai vàng. Thiệt quý vị, người thanh niên này từ một cái người nghèo nàn vào chùa để làm công quả, để ăn cơm chùa, vậy mà hôm nay đã trở thành một vị hoàng đế. Nhờ vào cái tiêu chuẩn nào? Đó chính là phẩm chất chân thật, trung thực. Cho nên yếu tố này vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nên tu dưỡng, và nó cũng là điều kiện quan trọng để làm nên sự thành công của một con người giá trị. Xin toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy tu dưỡng phẩm chất chân thật, trung thực đó được không quý vị? Phẩm chất thứ hai làm nên giá trị của một con người và cũng là điều mà chúng ta cần nên tu dưỡng, đó là gì? Đó là sự nhẫn nhịn, nhu hòa. Cái phẩm chất này phải có trong con người chúng ta. Và chúng ta phải làm sao để rèn luyện cho mình có được cái đức tính đó quý vị. Vì cuộc đời này không phải lúc nào chúng ta đi đâu cũng được người ta trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu quý vị. Mà đường ta đi lắm nhiều gian nan, trắc trở, chướng ngại. Gặp những chướng ngại, gian nan đó, nếu chúng ta không có sự nhẫn nhịn, chúng ta không có nhu hòa với tất cả mọi người, đi đến đâu cũng gây cấn, đi đến đâu thì cũng xâm chuyện, thì không, trên thế gian này không có chỗ nào để cho chúng ta dung thân. Và chắc chắn quý vị sẽ tuyên bố một câu như thế này: trời đất rộng lớn bao la mà không có chỗ nào để cho tôi dung thân hay sao? Là bởi vì chúng ta không biết lùi một bước, chúng ta không biết nhẫn nhịn, không biết giữ nhu hòa với tất cả mọi người. Bây giờ con hỏi quý vị, giữa răng và lưỡi, cái nào cứng, cái nào mềm? Lưỡi mềm, răng cứng. Nhưng mà từ xưa đến nay có ai gãy lưỡi không hay là gãy răng quý vị? Răng nó cứng nhưng mà nó dễ gãy, còn lưỡi nó mềm nhưng mà không có gãy, phải không quý vị? Vậy thì ý nói điều gì vậy? Có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không có nhu, nhu là mềm mại, mà chúng ta không có mềm, mà chúng ta cứ cương lên hoài. Có nghĩa là gặp cái gì chúng ta cũng nói rằng tôi là người thẳng thắn, tôi là người nói thật, cho nên cái gì giống như tát nước vào mặt người ta, mà không biết nhẫn nhịn, nhu hòa, bắt hoàn cảnh và con người chiều theo ý mình, đó là điều không thể được đâu quý vị ơi. Người có một phẩm chất đạo đức, người biết tu dưỡng, dù ở trong hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng, nhẫn, trái chủ quan gia, tùng thử tận nha quý vị. Nhịn, thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Mà nếu không nhẫn được thì trăm ngàn nghiệp chướng mở ra quý vị ơi. Vậy thì quý vị hãy mặc chiếc áo giáp nhẫn nhục như kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy. Mặc áo của Như Lai chính là cái tâm nhu hòa nhẫn nhục đó quý vị. Có người thì trước nhẫn nhịn sau nhu hòa, nhưng mà có người trước nhu hòa sau nhẫn nhịn. Nhưng mà thông thường chúng ta có nhịn thì mới có hòa, phải không quý vị? Có nhẫn rồi mới có hòa được. Còn nếu mà không nhịn, không nhẫn mà nói là hòa với mọi người không dám đâu. Tranh chấp, tranh đấu với mọi người, đi đâu là cự nữ, tranh chấp, tranh đấu hơn thua. Bởi vì mình không có biết lùi một bước, mình không có năng lực chịu đựng, không có năng lực làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh. Có rất nhiều Phật tử chúng ta đã đến chùa học Phật, nghe Pháp lâu năm rồi đã nghe quý vị. Nhưng mà nói rằng cái phẩm chất là nhẫn nhịn, nhu hòa, cái đức tính này mình cũng chưa thực hiện được, chưa tu dưỡng được. Gặp việc gì trái ý không vừa lòng, thấy một việc làm chướng con mắt, nghe một lời nói trái tai là đùng đùng nổi giận rồi. Rồi nổi giận lên giống như tát nước vào mặt người ta để hả cơn giận.
Nhưng mà xong rồi thử hỏi lòng mình có vui không? Nếu mà mình lấn lướt một ai đó, thử hỏi lòng mình có vui không quý vị? Nói hơn người ta một câu, nói để trả thù, nói để chút cơn giận. Mà đâu biết rằng mỗi khi chúng ta tức giận lên là phát cơn điên. Người khôn quá dại, người hiền quá ngu. Nhẫn nhịn một chút xíu là muôn chuyện đều êm xuôi hết. Vậy mà chúng ta không nhẫn được, không nhịn được quý vị ơi. Đùng 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 xong rồi, lúc mà nó cháy nhà rồi, cháy rụi hết công đức rồi, lúc đó mới nói phải về nãy tôi nhịn cho rồi đi, phải về nãy tôi bỏ tôi đi chỗ khác, tôi đừng có đấu đá làm chi mà bây giờ nó mệt thân mà nó mệt cả tâm, rồi còn gây quán kết thù nữa quý vị. Thử trong lúc chúng ta giận, mình đứng trước cái gương mình soi lại cái diện mạo của chính mình, thì quý vị sẽ thấy rõ mặt thật của mình lúc này. Mình không phải là Phật tử nữa rồi. Mà lúc mình giận lên là phát cơn điên, thấy không quý vị? Nói cho hả cơn giận, bằng những lời nói lấn lướt người, bằng những hành động trả thù trả đũa. Lúc này cái gương mặt của mình nó dữ tợn lắm quý vị ơi. Nó giống như quỷ la sát vậy đó nha. Nói nhỏ thôi, chứ mình cũng có từng trải qua và bị hoài chứ gì. Tại mình là phàm phu mà, đối duyên xúc cảnh, những hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng là bắt đầu sân lên, giận lên, tức lên, là mất quyền tự chủ. Lúc này tam bành lục tặc rồi đó quý vị, tới đâu tới, làm cho tới bến, chứ không chịu thua đâu. Nhưng quý vị xét lại coi, nếu mà chúng ta có đấu đá mà thắng hơn họ, ta được cái gì? Chuốc thêm cái quán thù thôi quý vị. Mà nếu chúng ta nhịn nhục chịu thua, ta mất cái gì? Nhiều người nói nhịn nhục họ ngủ không được, ăn không có ngon, bởi vì giống như mình ngu vậy đó. Mình chùa chịu thua chịu thiệt dưới cơ họ mà mình không có đấu đá lại họ, bị thua thiệt rồi tức ngủ không được. Đức Phật dạy hơn thua hai cái đó mình buông xuống hết, mình mới có được một giấc ngủ an lành nha quý vị. Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị. Đức Phật của chúng ta bậc thầy trong ba cõi, phẩm hạnh đạo đức tuyệt vời luôn. Vậy mà Ngài vẫn bị ngoại đạo phá hoại, vẫn bị người ta vu khống, vẫn bị người ta chỉ trích, vẫn bị người ta nhục mạ, vẫn bị người ta nói xấu. Còn chúng ta là kẻ phàm phu, đâu phải là người hoàn hảo, thì làm sao tránh khỏi cái miệng đời, cái thối đời, phải không quý vị? Có khi cao người ta chê là ngỗng, thấp người ta bảo là lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Mà nếu mà quý vị không làm chủ lấy mình trước những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, trước những lời khen tiếng chê, trước những sự quỷ bán nhục mạ, nói xấu chà đạp của kẻ khác, vậy thì quý vị làm gì? Làm gì đây? Làm gì được nhau đây? Mà nếu đấu đá với họ, mình mệt thôi, tạo nghiệp thôi. Mệt thân mà mệt tâm, còn gây quán kết thù, để dây quan kết chặt bao đời, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì quý vị. Thôi ai nóng giận thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có thù hiềm kết quán. Thói hung dữ mới vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, người hung hăng ta đáp lại dịu hiền, thì thù quán quan khiên sẽ chấm dứt đó mình. Giờ con kể tấm gương của Đức Phật nha. Ngài bị ngoại đạo phá hoại, có khi họ chặn đường, họ chửi rủa, họ mắng nhiếc, họ nhục mạ, Phật cũng bình thản bình tĩnh nè. Cái ông Bà La Môn đi theo sau ông chửi hoài, chửi một buổi sáng luôn, Phật cũng từ từ đi không phản ứng gì cả. Ông chửi hoài cái ông không nghe trả lời, cái ông chặn đường lại, ông nói: "Ê Sa Môn Cồ Đàm, ông có điếc không vậy?" Cái Phật nói: "Tao không điếc." "Vậy ông không có điếc, ông có nghe không?" "Nó ta có nghe." "Sao ông không phản ứng gì hết?" Đức Phật mỉm cười nói: "Này Bà La Môn, giả dụ như hôm nay nhà ông có đám tiệc, ông mời khách đến nhà, ông đem vật ra, quà ra tặng cho khách, người khách không nhận, vậy quà vật đó ông làm gì?" Cái ông nói: "Ta tặng cho mà không nhận, ta lấy về." Cái Phật nói: "Sáng giờ ông tặng cho ta cái gì, ta không lấy đâu, ông lấy về đi." Nhẹ ghê chưa quý vị? Mình không có thọ thì không có khổ, ai biểu mình nhận mình thọ làm chi? Mình khổ vì chúng ta chấp,
vì chúng ta họ cái ta cảm họ đó, cảm họ đó là người ta đang tổn thương mình, cái mình khổ. Bây giờ giống như người ta đang thử thách mình đó, người ta đang mài dũa cái tự ngã của mình, người ta đang mài mòn cái ngã chấp của mình và tiêu trừ nghiệp chướng cho mình, thì mình còn buồn còn khổ nữa không quý vị? Người ta đang cho phước mình đó, mình thiếu tiền công đức, mình thiếu tiền phước đức. Bây giờ người ta đem tiền công đức phước đức đến tặng cho mình, lấy liền để mua vé về Tây Phương quý vị ơi. Ai đúng ai sai cứ mặc kệ người, phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi kẻ khác, ấy thế là ta đã lỗi rồi. Nhưng quý vị nên biết phàm phu chúng ta không có nhẫn được đâu quý vị. Mà nếu có nhẫn, lần đầu tôi nhẫn tôi nhịn đó nghe, bởi vì tôi biết tôi có đấu đá cũng không lại đâu, tôi cũng thua, thế lực tôi yếu, cho nên tôi chịu thua đó. Tôi nhẫn tôi nhịn đó nha. Lần thứ hai tôi có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà lần thứ ba không dám đâu, không quá ba lần, thấy không? Có vị cư sĩ đó đến nói với một vị chuyên tu về mật tông: thưa thầy, con bao nhiêu năm qua, hơn gần 20 năm rồi, con tập hạnh của người xuất gia, con nhẫn nhịn nhu hòa, cũng như con làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh, dù cảnh duyên nào đến với con vẫn thản nhiên như như bất động. Tức là không có cảnh duyên nào khiến cho ông ta dao động tâm mình, do đó con có thể xuất gia được rồi, vào chùa tu được rồi, bởi vì tâm con bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, không có ai mà có thể làm cho con sân giận nóng nảy được. Nghe nói như vậy, cái vị đại sư này nói vậy là quá tốt, vào tu. Rồi cho ổng nhập chúng tu. Ổng nhập chúng xong rồi, ngày hôm đó cái lên pháp tòa, vị đại sư này nói: các vị ơi, xin thông báo với các vị nha, hôm nay chùa chúng ta mới nhận một người vào xin nhập chúng để tu đó nha. Mà báo cho các vị biết, cái vị này tay chân mó mái không có sạch, tay chân của ông ta không có sạch đâu nha. Đồ đạc vật dụng gì cá nhân của quý vị, quý vị phải giữ gìn kỹ lưỡng nha. Và ta chỉ điểm người đó cho các vị để các vị đề phòng. Ông ta đang ngồi đây nè, chỉ ngay cái ông đó. Trời ơi, mặt mày ổng lúc này cũng đỏ phừng lên liền nha. Cầm cắn răng lại, ổng lấy cái lưỡi ổng để trên nóc giọng, cái hàm răng trên ổng cắn hàm răng răng dưới, nếu không thì nó sẽ đánh bật 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 lên, cho nên ổng phải cắn răng lại. Ổng nói nhẫn 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 nhẫn, ổng nói vậy nha, nhẫn nhẫn nhẫn. Rồi cái ổng hít một hơi thật sâu, cái từ từ ổng thở ra, ổng làm như vậy 10 lần xong cái ổng nhẹ nhàng rồi ổng vượt qua được cửa ải thứ nhất. Qua ngày hôm sau, cái vị đại sư đó nói: hôm qua tôi thông báo các vị có nghe rõ không? Nếu ai mà vắng mặt không nghe, bữa nay tôi lặp lại một lần nữa, chùa chúng ta mới nhận một người. Cái ông này ông mó mái tay chân lắm, tay chân ổng không có sạch sẽ chút xíu nào, ổng hay ăn cắp ăn trộm lắm nha, các vị cẩn thận đề phòng. Cái ông đó đi tới đâu các vị cũng đề phòng ông đó nha. Ông đó là ai? Chỉ điểm cho các vị, ông ngồi đây nè nha. Chỉ lần thứ hai nữa, ổng cũng tiếp tục. Lúc này ổng không đỏ mặt mà ổng tím mặt rồi nha quý vị. Ông tím mặt rồi, ông tím mà ông giận mà ông bấm hai tay lại vậy nè, ông cung tay lại, ông bấm mà ông kìm lại. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Lúc này ông cứ niệm Phật, hít vô thở ra niệm Phật, niệm Phật, rồi quán niệm. Đời người chỉ trong một hơi thở, hơn thua tranh chấp để làm gì? Kệ ông ta đi, đâu phải ông ta nói mình xấu mình trở thành xấu, đâu phải ông ta tán dương khen ngợi mình tốt mình trở thành tốt đâu. Mình biết rõ mình là ai là được rồi, kệ ông ta đi. Nam mô Di Đà Phật. Rồi cái ông vượt qua được cửa ải thứ hai. Qua đến ngày thứ ba, cái vị đại sư này đưa vô cái cửa ải thứ ba để coi thử ông vượt qua được không nè nha. Trước mặt mọi người, cái vị đại sư nói với các vị: kiểm về kiểm đồ đạc lại nha, mất cái gì ổng lấy chúng ai hết á, tại vì nào giờ chùa mình không bao giờ mà có bị mất trộm hết. Các vị kiểm lại đi, mất một vật nhỏ ông ta lấy chúng người nào. Nghe nói như vậy ổng đứng dậy, ổng nói ông nói tiếng nữa là đắp vô mặt ông liền bây giờ nè nha. Ổng đứng dậy ông tức quá, ông kìm chế ông nọ, ông nói tiếng nữa tôi đắp vô mặt ông liền nè nha. Cái vị đại sư mỉm cười: năng lực nhẫn của ông cỡ nào tôi biết rồi đó. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta đừng dội cười cái ông này nha. Ông giỏi đó, là ông tới lần thứ ba ông mới phản ứng,
chịu không nổi. Mình được mấy lần vậy? Bản thân mình được mấy lần quý vị? Không dám đâu, cửa ải thứ nhất không vượt qua được. Thử ai nói động tới tôi coi là biết liền. Mà đừng nói là nói động tới mình nha, không phải nói động tới vong linh mình đâu, mà tự mình suy diễn ra. Người ta nói một đèn, mình suy diễn ra một ngã. Người ta làm bằng cái vô tâm, mình lại suy nghĩ bằng cái cố ý. Cho nên tự mình làm khổ mình hoài à quý vị ơi. Tự mình cứ làm cho cuộc đời này nó phức tạp hơn. Thôi mình suy nghĩ một cách tích cực đi quý vị. Mình đừng có nghĩ người ta xấu, đừng nghĩ người ta đang xăm soi, đang chỉ trích mình, đừng nghĩ vậy. Mà mình nghĩ một cách phóng khoáng tích cực hơn. Biết đâu người ta nói đó là một sự vô tình, biết đâu việc làm đó cũng không phải là cố ý nhắm vào mình đâu. Giả lại nếu họ có cố ý nhắm vào mình thì mình là ai? Chẳng là gì cả quý vị ơi. Thân này không phải ta, mà đó là sự vay mượn từ nơi các duyên đất nước gió lửa. Thân tứ đại duyên sinh giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay. Nương huyễn thân ta sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn cái thân tứ đại này trả về cho tứ đại, bỏ lại cho đất nước gió lửa một hơi thở ra không hít trở vào thì ô hô nghìn thu một giấc im lìm, còn mạnh khỏe, còn đi tới đi lui, còn tranh đua hơn thua, còn phải quấy nhắm mắt xuôi tay rồi nằm một đống đó mặc xích ai đến đó, mà chà mà đạp mà chửi mà bới cũng nằm trơ trơ bất động, phải không quý vị? Tại sao mình không quán mình là người sắp chết và đang đi dần đến cái cõi chết đó, để buông xả hết sự chấp mắc hận thù đi quý vị. Và tự mình quán về mặt nhân và quả, không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà sự việc đó đến với mình đâu. Nó có nhân có duyên mới đưa đến quả báo. Thiếu gì người mà tại sao người ta không có gieo rắc phiền não đến cho các vị đó mà đem phiền não đến với mình? Chắc chắn mình với vị đó có cái duyên, mà không phải là ân duyên, mà đó là oán duyên, ác duyên. Đức Phật dạy lấy ân báo oán thì oán đó tự tiêu, mà lấy oán kết oán thì oán nghiệp chồng chất không bao giờ kết thúc được. Vậy thì quý vị muốn giải tỏa quan khiên túc trái không? Nhẫn nhịn nhu hòa, mặc cái áo giáp này vô rồi quý vị, sông bờ lướt bụi ra, giữa chiến trận phong ba bão táp, nhờ chiếc áo giáp nhẫn nhục nhu hòa đó giúp cho quý vị bình an vô sự đó nghe quý vị. Và người có một năng lực nhẫn nại chịu đựng được trước mọi hoàn cảnh, gọi người đó có bản lãnh quý vị, làm chủ chính mình. Còn mình không có bản lãnh, gặp chuyện gì cái là đùng 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 nổi giận. Mà khi mình nổi giận rồi mình dở lắm quý vị ơi, mình sẽ gây tạo những điều lỗi lầm sai trái đáng tiếc đó. Cho nên quý vị, cái gì mà không vừa lòng quý vị ngồi quán lại ha. Quán như thế nào? Trước khi muốn nói lời gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe đi. Lỗi mình thì mình cứ mãi giấu che, vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người? Trước khi ta nổi giận bất bình, ta nên ngồi lại để lắng nhìn tự tâm, tự điều, tự chế nhủ thầm rằng phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay. Ở cõi đời này là phàm phu, không phải là thánh nhân hết đâu. Mà mình bắt người ta hoàn hảo đó là điều không thể được. Thử hỏi lại mình coi, mình có hoàn hảo hoàn thiện chưa mà mình bắt buộc người khác phải hoàn hảo hoàn thiện quý vị. Thử hỏi lại mình coi, mình có làm vừa lòng mình chưa, hay là mình vẫn còn chưa vừa ý vừa lòng bản thân mình, thì đừng mong người khác làm vừa lòng mình. Thôi đi, chúng ta bằng lòng tùy duyên đón nhận tất cả những hoàn cảnh đến với mình. Mọi người đối xử với mình như thế nào, âu đó cũng là nhân quả. Xem như chúng ta trả một món nợ mà ta đã vay mang từ tung kiếp vậy đó. Trốn không khỏi nhân quả đâu nghe quý vị. Dù cho chúng ta có bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho nấp dưới hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Cho nên trước mọi hoàn cảnh nào, chỉ cần quý vị nhẫn nại, nhu hòa là quý vị bình an vượt qua tất cả và làm nên phẩm chất cao quý của một con người. Mà đây cũng là điều mà tất cả những người Phật tử chúng ta cần nên tu dưỡng và phát triển. Được không quý vị? Nhẫn nha. Cuộc đời này
nhiều chướng ngại lắm quý vị ơi. Ví thực đường đời bằng phẳng hết thì anh hùng hào kiệt có hơn ai đâu. Đường đời đường đạo không có bằng phẳng, nó gập ghềnh trong gai khó đi. Nhưng mà khó đi chúng ta quyết tâm nhất trí, có đầy đủ nghị lực để đi, để thực hiện hết cuộc hành trình mà chúng ta đã chọn. Dù gian nan khó khổ không màng, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Không có một chướng ngại nào có thể làm trùng chân cản lối chúng ta với ý chí, bằng sự quyết tâm và với năng lực làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh, chúng ta nhẫn nại vượt qua tất cả để thực hiện hết cuộc hành trình mà mình đã tự chọn. Về bên kia là bờ an vui giải thoát, đừng có lẩn quẩn lanh quanh ở trong kiếp sống luân hồi hơn thua thị phi phải quấy, ân oán tình thù mệt mỏi đau khổ lắm quý vị. Thôi nha, nuôi dưỡng và phát triển đạo đức phẩm chất của một con người đó chính là nhẫn nhục nhu hòa, nghe quý vị. Có nhiều người nói tôi nhịn riết rồi giờ người ta nói tôi ngu, có ngu không quý vị? Tôi nhịn riết à, cho nên thấy giống như không thấy, nghe giống như không nghe, có miệng mà giống như câm vậy đó. Rồi cái giờ người ta nói tôi ngu, ta nói quý ông quý bà đi chùa học Phật nghe pháp riết tu riết ngu, có ngu không? Ngu mà chúng ta biết rõ mình là ai, chúng ta biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Ngu mà chúng ta biết điều xấu ác không làm và điều thiện lành phước báo thì dù cho khó khăn gian khổ gì cũng thực hiện cho bằng được. Ngu mà chúng ta biết rõ thiện ác phải quấy chánh tà chân ngụy, chị đâu có ngu đâu. Người ta có nói mình ngu cũng đâu có sao. Và nếu họ nói mình ngu, quý vị cứ trả lời rằng đúng vậy, người tu của chúng tôi giống thật một kẻ ngu, có tai như điếc, có mắt như mù, hằng ngày có miệng thường câm lặng, chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi. Phải không quý vị? Sợ rằng mình không biết mình là ai và cũng không biết tu dưỡng đạo đức để sống một đời sống giống như một khối thịt, biết đi biết chạy, sống gây phiền não khổ đau cho mình, gây liên lụy khổ đau cho người khác, đi đâu cũng kết oán kết thù. Thôi dẹp bỏ oán thù đó qua một bên đi quý vị. Cuộc đời ngắn ngủi vô thường lắm, chúng ta hoan hỷ đón nhận tất cả. Ai đối với tôi như thế nào tôi tin vào nhân quả, nhưng bản thân tôi vẫn sống tốt với mọi người, bởi vì tôi trồng dưa tôi được dưa, tôi trồng đậu tôi được đậu, tôi gieo nhân nào tôi gặt hái quả báo đó. Tôi đâu có ngu dại gì tôi gieo giống ớt để nó cay, phải không? Tôi đâu có gì dại gì tôi gieo hạt giống chanh cho nó chua, phải không quý vị? Tôi đâu có dại gì tôi gieo cái hạt giống đắng để rồi nuốt không nổi, mà tôi phải gieo cái giống ngọt, làm những cái việc thiện lành, tạo cái nhân tốt lành thì tôi sẽ hái ra trái ngọt, quả ngọt thôi. Thì xin hỏi với cái phẩm chất thứ hai chúng ta cần nên tu dưỡng, vì chính những phẩm chất này làm nên giá trị của một con người cao quý, đó là sự nhẫn nhục nhu hòa. Quý Phật tử thực hiện được không quý vị? Được không? Rồi phẩm chất thứ ba chúng ta cần nên tu dưỡng, và nó cũng là yếu tố để làm nên giá trị một con người, đó là gì? Là sự khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng. Có nhiều người dấu ngực xin tên, tôi sống vậy là quá khoan dung độ lượng cho mấy người rồi, giờ mấy người còn muốn tôi sao nữa đây? Nhưng mà khoan dung độ lượng cỡ nào vậy? Mở rộng cõi lòng của mình ra giống như tấm lòng của biển chưa? Giống như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng bình đẳng ban phát cho tất cả chúng sanh chưa? Chưa quý vị. Ai mà mình thương đó nghe thì trăm ngàn cái xấu của họ mình cũng che cũng đậy. Nhưng mà kẻ mà mình ghét rồi thì trăm ngàn cái việc tốt lành của người ta mình vẫn không thấy bao giờ. Khi thương thì nước đục cũng cho là trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê dơ. Khi thương nhau thì trái ấu chúng ta cũng cho là tròn, ghét nhau bộ hòn mình cũng cho là méo. Vậy thì tấm lòng của mình có rộng lớn, có khoan dung, có độ lượng chưa? Chưa. Cho nên quý vị tập để nuôi dưỡng, để cho mình phát triển cái phẩm chất đó là khoan dung độ lượng đi quý vị ơi. Mở rộng tấm lòng của mình ra.
nhờ quý vị mở rộng tấm lòng ra, cho nên chúng ta bao dung tất cả. Ai đối với ta như thế nào chúng ta dung thứ hết, tha thứ hết. Và mở rộng tấm lòng ra rồi thì quý vị chứa được nhiều lắm. Quý vị biết vì sao mà Bồ Tát Di Lặc Ngài có cái bụng lớn không? Người ta nêu lên cái công hạnh tu hành của Ngài, đó là hạnh từ bi hỷ xả, cho nên bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hà, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Chúng ta có những lúc chúng ta không có bao dung độ lượng cho người, mà chỉ bao dung cho chính mình. Mình làm cái gì lỗi làm sai trái là mình che đậy, mình bao che cho nó hết rồi nha. Còn người ta thì mình dạch dẻ đủ thứ. Mình học cái hạnh của thánh nhân, nuôi dưỡng cái đức tính của một bậc thánh nhân đây. Đó là đối với mình thì mình phải nghiêm, mà đối với người chúng ta phải dung. Quý vị ơi, đối với bản thân mình phải nghiêm khắc. Để làm gì? Mình nghiêm khắc đấy với chính mình, để mình không có phải buông lung làm ra những điều tội lỗi sai trái. Phải nghiêm khắc trừng trị chính mình nha. Nhưng mà đối với người thì chúng ta phải khoan dung độ lượng đi quý vị. Khoan dung tha thứ cho người, mở rộng tấm lòng rộng lớn ra thì chính là chúng ta tha thứ cho mình. Và cũng chính là một cái điều kiện, một cái yếu tố để giúp cho người có cơ hội sửa sai. Quý vị nghe con kể hai câu chuyện. Mỗi một cái vấn đề, mỗi một phẩm chất, con đều kể cho quý vị nghe hai câu chuyện đạo lý. Câu chuyện thứ nhất, đó là một câu chuyện được xảy ra trong một ngôi tịnh thất của một nhà sư. Nhà sư này ẩn dật cạnh một cái cánh rừng, mà nơi cánh rừng này hoang vu là phải vượt qua một cái ngọn núi treo leo. Ngày hôm đó thì nhà sư này phát hiện trong đêm hôm có bóng của một kẻ trộm, và kẻ trộm này đang lén la lén lút chờ cơ hội để vào trong tịnh thất là thu vét đồ đạc. Dù biết rằng đây là tịnh thất của một nhà sư tu hành, tài sản cũng có gì nhiều đâu, mà chắc là đói quá, khổ quá, đường cùng rồi mới đi vô trong cái cảnh chùa chiền mà trộm mà cắp. Nhà sư này thấy bóng dáng trong đêm hôm mà lén lút như vậy, nhà sư động lòng quý vị. Thấy ông ta đang đứng ở ngoài trời á, lén lút canh chờ là ông ở bên trong này vừa tắt đèn cái là có cơ hội để khoét vách đào tường vào để trộm để cắp. Nhà sư mới nhẹ nhàng mở cửa ra, lấy cái áo khoác á, khoác lên người cái kẻ trộm và nói một câu như thế này: đứng ở ngoài trời lạnh lắm, giờ này xuống lạnh lắm, tôi biết đường xá xa xôi mà ông vượt núi trèo non lặn lội đến đây thăm tôi, thì tôi không để ông trở về không đâu. Ông hãy mặc cái áo khoác này, còn có một cái ổ bánh hôm qua có người đem đến cúng dường, ông hãy ăn vào cho đỡ dạ. Nhìn và nghe, nhìn thấy cái vị sư này khoác lên mình, trên vai mình cái áo mà còn đưa cái bánh, và còn nghe giọng nói của ông ta trìu mến như vậy, kẻ trộm này hoảng hốt, nó xách cái áo nó chùm lại, nó bỏ nó chạy quý vị. Rồi cái nhà sư mới nói: từ từ đừng chạy té. Và tôi ước gì, còn nói một câu, tôi ước gì không phải cho ông một chiếc áo, một cái bánh, mà tôi ước gì tôi cho ông một vầng trăng sáng để soi bước ông đi, để ông khỏi phải bị vấp ngã. Nói vậy nha quý vị. Ông này ông nghe được câu nói đó, trong về suốt đêm tên trộm này không ngủ được. Sáng hôm sau quý vị, nhà sư mới vừa mở cửa tịnh thất ra thì thấy cái áo khoác mà mình đêm hôm đã khoác lên vai của kẻ trộm đó, cái áo khoác này cái tên trộm nó đem lại và nó xếp, nó gấp lại đàng hoàng, nó đặt ngay cái cửa, ngay cái thềm, ngay cái cửa, và còn để một tờ giấy: tôi hứa với sư, từ đây về sau
sư đã cho tôi vầng trăng sáng để soi bước tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ đi lại cái con đường tâm tối tội lỗi này nữa đâu. Tôi sẽ làm lại cuộc đời tôi bằng đôi tay, bằng sức lao động của mình để tạo ra đồng tiền hợp pháp, hợp lý để nuôi thân và để sống một đời sống giá trị, ý nghĩa, không cô phụ tấm lòng khoan dung độ lượng của sư. Tên trộm đã viết một cái tờ giấy đặt nơi đó. Cái nhà sư mỉm cười và nói rằng: ta không phải chỉ tặng cho anh ta một chiếc áo và một cái bánh, mà ta đã tặng cho anh ta một vầng trăng sáng để soi đường cho anh ta đi, không phải lầm lũi té hầm sụp hố nữa rồi, phải không quý vị? Và cái câu chuyện đạo lý ý nghĩa vô cùng mà con gửi trao cho quý vị đó, một tấm lòng khoan dung độ lượng đã chuyển hóa, thay đổi, cải tạo một con người từ một tên trộm. Mà sau này có một ngày nọ 10 năm sau thì có một vị quan lớn nha, đã tìm đến nơi núi rừng quan vắng đó, tìm nơi tịnh thất của nhà sư và đảnh lễ tôn xưng nhà sư đó là sư phụ. Và cái vị quan lớn tể tướng đương triều không ai xa lạ chính là tên trộm năm xưa đó quý vị ơi. Nhà sư này trong lòng rất là hoan hỷ luôn, vì mình đã tặng cho anh ta một cái vầng trăng sáng soi đường để cho anh ta biết chọn con đường đúng đắn để đi. Và với cái lòng khoan dung độ lượng của nhà sư đã đủ năng lực, đã đủ sức mạnh để cảm hóa một con người. Ông ta thay đổi hoàn toàn, lo ăn học, bàn tay, khối óc, sức lao động của mình, và đã làm nên tương lai rạng rỡ cho chính mình, trở thành một vị quan tể tướng đương triều quý vị. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại một thiền viện. Thiền sư Tiên Nhai có rất nhiều đệ tử, nhưng mà ngài thường đem cái giáo dục của Phật Đà để dạy cho đệ tử của mình. Mà nền giáo dục của Phật Đà đó là từ bi, bao dung, độ lượng quý vị ơi. Cho nên trong số các vị mà tăng trẻ trong ngôi thiền viện đó, có một vị tăng sinh còn trẻ tuổi mới vào tu. Ban đêm ban hôm á, vị thầy này hay leo tường đi chơi, đi đến nhà người bạn thân của mình á, chơi chơi cho đến nửa đêm mới đi về, mà lén dậy đêm nào cũng trốn đi chơi. Bữa hôm đó thiền sư Tiên Nhai thấy được vị tăng sinh này bắt cái ghế leo tường, rồi tôi cũng để cái ghế ngay cái vị trí ngay chỗ đó để tối đó, rồi từ ở ngoài leo cành cây ở ngoài rồi leo rào vô, rồi cái chân đạp cái ghế rồi mới xuống được, tại vì tường cổng chùa cao cho nên để cái ghế đó sẵn leo ra đi chơi. Đi chơi đến nửa đêm thì thiền sư Tiên Nhai tối đêm hôm đó không có ngủ, ra ngoài cái lấy cái ghế di dời qua một bên, cái bắt cái ghế đó ngồi luôn chờ nha. Nửa đêm cái ông kia ông đi chơi xong lén, ông đi về ông leo rào, ông leo cành cây á, leo lên cây xong cái ông mới bước vào ở bên trong, ông trèo tường ông vô. Thì mỗi lần ngay cái cành cây đó là ông trèo tường vô là ông đạp chân xuống là ngay trúng cái ghế để ông leo xuống. Cái này sao mà ông đạp chân xuống mà cái này nó không phải cứng cứng mà nó mềm mềm. Rồi cái ông mới vịn cái tường nhìn này mà ông đạp hai chân đạp lên thấy mềm mềm, cái ông mới lấy một tay ông rờ rờ thử thôi. Thì khi ông rờ rờ trúng ngay cái đầu tròn do đập lóc nè, ông quảng hốt ông nhìn lại. Thì thiền sư Tiên Nhai mới nói từ từ bước xuống coi chừng té. Ông hốt quảng là ông bị bắt quả tang rồi, mà còn kêu từ từ bước xuống coi chừng té. Ông chạy ông dắt cái thiền sư Tiên Nhai nói từ từ không có sao, đi từ từ coi chừng té, vào phòng nghỉ đi con. Nói có một câu vậy thôi nha quý vị. Mà cái vị tăng trẻ này vào trong phòng suốt đêm hôm đó hổ thẹn, không ngủ được, rai rứt, và có sợ ngày mai này chết rồi, trước trai đường thế nào cũng bị vạch vẽ tội lỗi của mình và phải sám hối trước đại chúng, chuẩn bị bỏ đồ vô trong đãi rồi. Ngày mai mà có bị phạt bắt mình sám hối trước đại chúng thôi, xách gối đi về, không tu nữa, tu khó quá, tu không có tu nữa đâu. Chuẩn bị sẵn hết rồi nha, đồ đã bỏ vô đãi rồi nha, chuẩn bị tâm lý rồi nha, suốt đêm đâu ngủ mà trong tâm sắp sẵn
sắp sẵn những lời nói như thế nào, mình phải làm sao để ứng phó ngày mai. Chuẩn bị hết rồi, bài bản có rồi, kịch bản có rồi. Nhưng mà sáng ngày mai lên trai đường im ru, không nói tiếng nào. Thiền sư Tiên Nhan không nói tiếng nào hết. Rồi một tháng trời như vậy cũng không nghe lặp đi lặp lại, không nghe lặp đi lặp lại gì cả. Cái một hôm nọ, vị tăng này mới đến phòng của thiền sư Tiên Nhai đảnh lễ và nói: thưa thầy, con hứa với thầy, kể từ ngày hôm nay con sẽ làm mới cuộc đời mình, sẽ không ham chơi nữa, sẽ nỗ lực lo tu lo học để xứng đáng làm đệ tử của thầy. Và con đã tiếp nhận được tấm lòng bao dung độ lượng của thầy mà khiến cho con hổ thẹn quá. Con có được một bậc thầy cao quý như thế này, con hãnh diện tự hào. Nhưng mà bản thân con không có nên người, không ra cái gì hết, con cảm thấy hổ thẹn. Con hứa với thầy, từ nay về sau con sẽ thay đổi chuyển hóa hoàn toàn, không lặp lại lỗi lầm xưa. Nguyện từ nay tu tập sớm trưa, y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp, lấy quy giới thu nhiếp, giữ hiệu Phật không quên. Và mong rằng thầy hãy chứng minh cho tấm lòng, hôm nay con thành tâm sám hối. Rồi cái vị thầy là thiền sư Tiên Nhai mới nói: ta chờ đợi câu nói này, và ta cũng đang chờ đợi để cho con làm mới, sửa đổi lại. Con ơi, người xuất gia là rường cột của Phật Pháp, hằng ngày thọ nhận bát cơm của đàn na tính thí để ăn, hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt mà đắng cay muôn phần. Thọ dùng ta phải nhớ ân, nhớ ân thí chủ, ráng mà lo tu. Bát cơm trắng mồ hôi tính thí, mảnh y vàng nước mắt đàn na, thọ dùng ta phải thiết tha, nhớ ơn thí chủ, ráng mà lo tu nha con. Kể từ ngày hôm đó, cái vị tăng sinh đó không còn đi chơi nữa mà tu học rất là tốt, và sau này đã trở thành người đệ tử nói pháp nơi thiền sư Tiên Nhai đó quý vị. Sự giáo dục của Phật giáo đó là tấm lòng từ bi, khoan dung, độ lượng, cảm hóa được lòng người. Quý vị lấy đây nè, lấy nền giáo dục của Phật Đà đó để dạy con, dạy cháu mình. Thay vì quý vị cho nó roi vọt, làm mất mặt nó, dùng những cái lời thóa mạ để cho nó sợ, răn đe nó, thôi đi quý vị, nó oán. Con nói thật đó, nó còn nhỏ, nó đâu có biết mình thương nó đâu. Mà nhiều người nói là thương con là cho roi cho vọt. Bây giờ ai lấy roi vọt mình chịu không? Chịu không quý vị? Bao nhiêu người chịu roi vọt? Chúng ta đếm thử coi trên đầu ngón tay của mình bao nhiêu người chịu roi vọt. Không có chấp nhận đâu. Mà chúng ta thích cái gì? Thích những lời ngon tiếng ngọt, thích những tình yêu thương ban tặng cho mình, phải không? Thích mọi người quan tâm đến mình, thích mọi người yêu thương mình mà biểu hiện tình cảm đó bằng những hành động, bằng những lời nói thiết thực cụ thể. Lúc tuổi còn nhỏ đó quý vị, ai mà đối xử với mình, đánh mình một cái mình nhớ tới già, tôi ghét cái người đó lắm, thấy không? Dù mà người đó có cái tâm dạy mình mà mình vẫn ghét, mình vẫn oán. Cho nên quý vị lấy giáo dục của Phật Đà, tức là lấy sự bao dung độ lượng, từ bi yêu thương để cảm hóa lòng người, thì chính cái chất liệu này làm nên giá trị của một con người. Và chính cái chất liệu này mà cũng là cái phẩm chất đạo đức của một con người tu Phật, chúng ta cần nên tu dưỡng và đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho mình, và góp phần xây dựng một cái cõi niết bàn tịnh lạc ở tại nhân gian đối với mình. Xin hỏi quý Phật tử, có thể nào thực hiện được phẩm chất thứ ba tu dưỡng và phát triển, đó là lòng từ bi, khoan dung, độ lượng được không quý vị? Vỗ tay là phải thực hành nha. Rồi, rồi cái phẩm chất thứ tư làm nên giá trị của một con người mà Phật tử chúng ta cần nên tu dưỡng, đó là gì? Khiêm tốn, lễ phép, không thể thiếu nha quý vị. Tiên học lễ, hậu học văn. Dù cho quý vị có tài năng, có giỏi giang, có trí thức hơn người, cái gì mình cũng hơn người, tiền của, vật chất, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, cái gì cũng hơn người ta, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn, khiêm hạ, cung kính, lễ phép trong mối tương quan giữa mình và người.
Và chính cái phẩm chất này đã làm nên giá trị của một con người đạo đức đó quý vị. Chúng ta nói tôi tu Phật nhiều năm lắm rồi đó nha, tôi tu trước bà nữa đó, cho nên bà không bằng tôi đâu. Chúng ta không thể lấy năm dài tháng rộng, cái khoảng thời gian để mà đong đo tính điểm cái công đức tu hành. Nếu mà tính cái kiểu đó thua, tính kiểu đó chưa chính xác. Nhưng mà để đong đo tính điểm cái công đức tu hành của chúng ta như thế nào, không phải thời gian làm nên giá trị, mà chính là sự khiêm tốn lễ phép quý vị ơi. Tu lâu thì phải khiêm tốn nhiều chừng nó, phải lễ phép cung kính mọi người. Vì mình có tu nhiều năm rồi thì mình càng hạ thấp mình xuống, càng nuôi dưỡng cái đạo đức này nghe quý vị. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, mình tài mình giỏi có người khác tài giỏi hơn mình. Nếu mà quý vị có cái tâm cống cao, ngã mạn, khinh người thì quý vị sẽ thất bại. Mà cái yếu tố quan trọng trong đời sống mình dẫn đến thành công đó là sự khiêm tốn quý vị ơi. Vì có sự khiêm tốn quý vị mới hạ mình học hỏi để thăng tiến mình, dù là việc đời, dù là việc đạo. Thì mình có hạ mình học hỏi thì mình mới mỗi ngày tiến bộ lên quý vị. Giả lại, Đức Phật thường dạy hàng đệ tử của mình như sau: này các con, dù cho các con có tu hành bao nhiêu năm đi nữa thì các con mãi mãi vẫn phải là nàng dâu mới nha. Tại sao Đức Phật lại nói như thế? Bởi vì Ngài biết rõ cái tâm lý nàng dâu mà mới về gia đình bên chồng á, khiêm tốn lắm, lễ phép lắm, cung kính. Thậm chí không phải là chỉ lễ phép cung kính hạ mình trước ông cha bên chồng, ông bà cha mẹ bên chồng không, mà thậm chí chị chồng, anh chồng, em chồng, cháu chồng vẫn phải khiêm tốn lễ phép, phải không quý vị? Nhưng mà đó là nàng dâu mới. Thử ở lâu ngày quen nước quen cái rồi nha, được năm rồi tự nó phong chức cho nó không muốn làm con dâu nữa đâu, mà nó làm chị dâu. Đó là năm kế đó nha. Cái qua năm nữa thì hai năm thử đi, thì nó không muốn làm chị nữa rồi, nó làm má dâu. Rồi cái đến năm thứ ba nó cái là làm bà dâu luôn. Rồi nếu mà đến năm thứ tư, thứ năm không biết là cái gì dâu nữa rồi. Cho nên Đức Phật nói mãi mãi chúng ta là nàng dâu mới. Dù bao nhiêu năm chúng ta ở trong đạo, hay là bao nhiêu năm tháng chúng ta có công sức đóng góp cho gia đình, mãi mãi xem mình nhỏ bé, thấp bé nha quý vị. Thì có một cái câu nói này mà con tiếp nhận được, đọc được, con cảm thấy cũng hay, cũng cái đạo lý, thì con muốn gửi gắm cho quý vị. Đó là trong Pháp Bảo Đằng Kinh, Lục Tổ Huệ Năng khi có người đến hỏi Ngài vậy chứ, làm thế nào để cho chúng con tu dưỡng để có được công đức? Lục Tổ Huệ Năng Ngài dạy như sau. Ngài nói trong tâm khiêm tốn đó là công, ngoài thực hành sự cung kính lễ phép đó là đức. Muốn tu dưỡng để có được công đức thì trong tâm phải khiêm tốn, ở ngoài biểu hiện hành động là lễ phép cung kính với mọi người. Quý vị làm được không? Có vị Phật tử nói đi chùa lâu năm rồi, chùa này tôi công đức nhiều lắm đó nha, tôi giúp cho chùa nè, khi thầy xây dựng tôi cũng vào đây làm công quả, chẳng những tôi bỏ công vào đây mà tôi còn đem tiền của tôi đóng góp vào đây, cho nên mấy bà vô đây muốn làm gì phải hỏi tôi nha. Có nhiều khi lâu lâu ngày lâu tháng chúng ta có công đức nhiều quá rồi, cái chúng ta đưa cái tự ngã của mình lên rất là cao, và bắt buộc mọi người phải coi mình, quý trọng mình. Mà ai đó đối xử với mình mà không có tôn trọng, không có đưa mình cao lên là lúc này chúng ta tức, phải không? Là phiền não khởi lên. Cho nên quý vị ơi, chỗ nào nó thấp nhất là cái chỗ đó nó cao nhất. Quý vị thử đem cái thau nước ra đổ ngoài sân đi, đổ đại ngoài sân, thì quý vị thấy cái chỗ nào nó trũng, nó chứa nước nhiều, mà chỗ nào cao nó không chứa được nước. Thì cũng vậy, cái chỗ nào mà quý vị hạ thấp mình xuống, chỗ đó chứa nước công đức nhiều lắm quý vị. Và đây cũng là cái thước đo của sự tu hành đó. Có một vị nọ, ông này làm thợ may quý vị. Ông may nhiều năm cho nên cái tay nghề của ông cao lắm. Ông được người dân ở đó khen tặng ông, nổi tiếng luôn. Ông quan ông về nơi vùng này ông nhậm chức, cái ông đến ông mới
mai hai bộ quan phục. Cái ông nói với ông mai, ông đo đạc mai cho tôi hai bộ quan phục đi. Cái bác thợ mai hỏi: bẩm quan, xin quan cho tôi biết quan làm quan bao lâu rồi? Cái ông này ông giặc nhiên, ông nói: mắc mớ gì đến nghề nghiệp của ông, tôi làm quan bao lâu thì ông chỉ là thợ mai, ông đo đạc, ông cắt mai, ông không cần biết tôi làm quan bao lâu để làm gì. Bác thợ mai nói: tại vì ông không biết cái kinh nghiệm nhà nghề, kỹ thuật nhà nghề của tôi nhiều năm mai đồ rồi, tôi có kỹ thuật. Nếu mà ông cho tôi biết ông mới về đem nhậm chức quan thì tôi sẽ mai khác hơn. Hỏi khác là thế nào? Cái bác thợ mai nói: tôi mai cái vạt trước nó ngắn, vạt sau nó dài. Trong quan nói: tại sao không mai hai vạt bằng nhau mà vạt trước ngắn vạt sau dài chi? Bởi vì tôi biết quan mới nhậm chức quan lúc nào cũng khom lưng đọt lòn cuối để được thăng quan tấn chức sau này. Do đó mà quan thường hay khom lưng lòn cuối để lấy lòng dân, lấy lòng mọi người chứ gì. Vì vậy mà phải bù trừ lại cái khoảng mà quan khom lưng lòn cuối đó, cho nên phải mai cái vạt trước nó ngắn vạt sau nó dài để quan khom vậy nó vừa. Rồi nếu mà quan cho tôi biết là quan làm quan nhiều năm rồi thì tôi sẽ mai khác hơn. Đó là mai cái vạt trước nó dài, vạt sau nó ngắn. Ông quan ngạc nhiên hỏi: sao vậy? Thì bác thợ mai nói là bởi vì làm quan lâu năm rồi chảnh, coi người ta đâu ra gì nữa đâu, hay ưỡn ngực lên vậy nè. Thì để bù trừ lại cái khoản mà quan ẩn ngực kênh đời, cho nên tôi phải mai cái vạt trước vàng, vạt sau nó ngắn. Nghe có lý quá không? Phải không quý vị? Nhưng mà đâu phải đây chỉ là cái kỹ thuật nhà nghề của bác thợ mai, mà chúng ta lấy đây là làm thước đo trong đời sống hàng ngày. Cái giá trị của một con người ở chỗ nào? Không phải lắm tiền nhiều bạc, không phải danh vọng địa vị, không phải chức tước, không phải sắc đẹp, không phải tài năng, mà giá trị của một con người là sự khiêm tốn lễ phép đó quý vị. Quý vị có sự khiêm tốn, quý vị có sự lễ phép, quý vị đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón, tôn trọng mình. Mình có trọng người ta mới trọng mình. Mình coi thường người ta thì mình đừng hòng có ai đó tôn trọng mình nha. Mà mình phải hạ thấp mình xuống quý vị. Cái cây lúa nha, nó là một cái loài thực vật thôi mà nó còn biết cúi đầu, phải không quý vị? Cây lúa, mình là người nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này, mình trồng lúa, mình đã theo dõi từ quá trình sinh trưởng của nó, từ khi gieo mạ xuống cho nên lên cây rồi nó trổ bông, quý vị thấy không? Lúc mà nó mới vừa đâm chồi lên thì nó dương mình cao cùng với trời đất, nghe không quý vị? Mà lúc mà nó trổ bông thì bắt đầu nó gục cái đầu xuống một chút. Nếu mà cây lúa đó nó trổ bông nặng nề như vậy mà nó không gục đầu xuống thì sao? Một trận gió giao mùa thổi đến là nó ngã rạp. Thì làm gì có những bông lúa vàng tròn xoe mà ngày mùa chúng ta gặt hái để đem lại cơm no áo ấm cho mình, cho gia đình mình, phải không quý vị? Nhưng cây lúa nó biết học cái cách cúi đầu để bảo vệ chính mình, để bảo vệ cho những hạt lúa tròn vàng ống ả. Cho nên chúng ta mới có được cái ngày mùa gặt hái để đem lại niềm vui cho tất cả. Thì tại sao chúng ta là một con người có suy nghĩ, có hiểu biết thì chúng ta không học được cái cách cúi đầu sao? Cái cách cúi đầu đó là gì? Sự khiêm hạ. Cách cúi đầu đó là sự cung kính lễ phép với tất cả mọi người, làm nên giá trị cho một con người. Và đây cũng là yếu tố để dẫn đến đắc nhân tâm, tạo nên công đức vô vàn cho chúng ta, không tốn một đồng xu mà có phước, có đức quý vị ơi. Quý vị làm được không? Đừng có cống cao ngã mạn nha quý vị. Cúi đầu cung kính, hạ thấp mình xuống đi quý vị. Mình không có tài giỏi gì đâu, đừng cho mình là trên hết. Có cái người đó nói, đi đến gặp cái vị sư nói: thầy, sao con muốn hạnh phúc mà tại sao con không có hạnh phúc? Cái ông thầy cũng trả lời, ông nói gì? Bây giờ ông nói ông muốn hạnh phúc, ông bỏ giùm tôi hai chữ là ông sẽ có hạnh phúc. Hỏi bỏ chữ nào? Thầy nói đi, con bỏ liền. Bỏ cái chữ tôi với chữ muốn đi. Bỏ cái tôi và bỏ cái muốn. Tôi là bản ngã, muốn là dục vọng. Ông bỏ hai cái chữ này thì nó còn lại hai chữ hạnh phúc. Phải không quý vị? Đúng không? Tôi muốn hạnh phúc. Nên gặp thầy nói
Thầy, tôi muốn hạnh phúc mà tại sao tôi không có hạnh phúc? Ông thầy cũng nói, bỏ giùm tôi hai chữ là ông có liền hạnh phúc. Họ bỏ chữ nào? Bỏ chữ tôi, bỏ chữ muốn. Tôi là cái bản ngã, thấy không? Muốn là dục vọng. Bỏ hai chữ này, nó còn lại hai chữ hạnh phúc xuất hiện liền. Tại vì cái ngã của mình quá lớn, quá cao, quá to, quá bự đi, cho nên mình đi đến đâu mình cũng bị đụng hoài à. Nếu mà quý vị cao quá, quý vị đi dễ đụng, khom lưng chút xíu nha quý vị, cúi đầu chút xíu, lòn lách chỗ nào cũng được. Nhưng không có nghĩa là khom lưng cúi đầu lòn lách để vụ lợi cho mình. Không phải đâu quý vị. Không phải trong đạo Phật dạy chúng ta điều đó. Mà đó là sự khiêm tốn khiêm hạ, hạ thấp cái bản ngã xuống. Thì khi nào quý vị kiểm quá nha, mài mòn cái bản ngã của mình, mà nó mòn cho đến khi nào nó vô ngã, không còn chấp vào cái ngã, thì niết bàn sẽ xuất hiện. Vô ngã là niết bàn. Cho nên cái phẩm chất thứ ba mà người Phật tử chúng ta, thứ tư chứ, mà người Phật tử chúng ta cần tu dưỡng, và đó là nó là yếu tố để làm nên giá trị của một con người, đó là sự khiêm tốn lễ phép. Xin hỏi quý Phật tử thực hiện được không? Được không quý vị? Nãy giờ con chia sẻ với quý vị qua bốn phẩm chất cần tu dưỡng, và bốn phẩm chất này là điều kiện, là yếu tố, là tiêu chuẩn để làm nên giá trị một con người. Con xin nhắc lại, phẩm chất thứ nhất quý vị nói chân thật hay là trung thực nha. Phẩm chất thứ hai là gì? Học rồi. Là gì? Sao ha? Nhẫn nhục nhu hòa. Được không quý vị? Được luôn ha. Rồi cái phẩm chất thứ ba, khoan dung độ lượng. Và phẩm chất thứ tư, khiêm tốn lễ phép. Nhiều đó thôi mà có người quên rồi đó, thấy không? Hồi đứng dậy về nhà quên mất tiêu à. Nói lại nha. Thứ nhất chân thật, thứ hai nhẫn nhục nhu hòa, thứ ba khoan dung độ lượng, thứ tư đó là khiêm tốn lễ phép. Nhiều đó thôi mà quý vị biết tu dưỡng thì quý vị sống một đời sống đạo đức giá trị rất cao quý vị. Và con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử tu dưỡng và phát triển được bốn phẩm chất cao quý đó, để đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt, hạnh phúc luôn đón chào. Huynh đệ chúng ta phát tâm phát nguyện cùng nhau thực hành và phát triển bốn phẩm chất cao quý đó, để đời sống hiện tại cũng như tương lai chúng ta luôn sống trong niềm an lạc giải thoát. A Di Đà Phật. Con trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem